Truy cập ngay robotsiêurẻ.com, website bán robot rẻ nhất Việt Nam và cực kỳ uy tín. Ngoài ra, chỉ với 10.000 đồng, bạn sẽ có cơ hội sở hữu lên đến 8.000 robot. Còn chăng chơi gì nữa, nhanh tay truy cập ngay robotsiêurẻ.com để hút robot cực rẻ nào. Cam kết rẻ nhất thị trường, không rẻ không lấy tiền. Ok ok ok, và hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình, và mình là Đô đây. Ok, và clip ngày hôm nay thì chúng ta không đến với những tựa game mà dạo gần đây hot hòn hột anh em mà đấy, như Anime Dimension, Blood Fruit, Kingby. Anh em đã chán chưa? Chán lắm rồi đúng không? Tôi cũng thế, cũng chán lắm anh em ạ. Cũng muốn tìm một tựa game nào đó mới để có thể trải nghiệm đấy, thay đổi cảm giác, thay đổi hương vị đấy. Thì bây giờ ở clip này mình sẽ giới thiệu cho anh em một tựa game đang ra mắt bản alpha anh em ạ, bản pre-alpha đấy, mới bản test thôi anh em ơi. Thì nó chuẩn bị ra mắt chính thức rồi, nên những anh em nào mà đang muốn thay đổi cảm giác, muốn những tựa game nào mới đấy để trải nghiệm mới đấy, thì anh em có thể trải nghiệm tựa game này, và đó chính là Demon Blood, một cái tựa game về cái bộ truyện tranh, bộ manga, bộ anime gì đấy, Kimetsu no Yaiba đấy, cho những anh em nào mà gọi là thắc mắc về thể loại game này. Rồi, và theo như một số thông tin mà mình gọi là được anh em đồn đoán ở trong Discord ấy, thì một số anh em bảo rằng là ừ anh ơi, đây là cái tựa game do gọi là bên team của Blood Fruit làm anh ạ. Ui ôi, mình không biết là tin đấy có chính xác hay không anh em ạ. Thì những anh em nào biết thì nhớ comment bên dưới nha. Và ok, bây giờ thì chúng ta cùng nhau đến với intro thôi nào, let's go. Wow, amazing. Rồi, và bây giờ không để anh em chờ lâu nữa, mình sẽ bấm play luôn ha. Rồi, vào xem thử là game như thế nào. Mình thì mình chưa trải nghiệm tựa game này, nên đâm ra là mình muốn cái trải nghiệm đầu tiên lúc nào cũng phải để cho mọi người gọi là cùng nhau trải nghiệm với mình thì nó mới hay anh em. Wow, mới vào game anh em thấy này, được vãi nồi, cái gọi là cái intro nhìn xịn vãi chữ anh em ạ. Rồi, mới vào thì cho chọn nhân vật, rồi chọn màu này, ấy. Rồi mình sẽ chọn cái quả đầu cho nó xịn sò, cho nó ngầu lòi thế nào, ấy. Ôi quả đầu này nhìn vãi chưởng chưa. Ôi ôi ôi, cái quả đầu nấm hả. Rồi đâu còn quả đầu nó xịn hơn nào. Trời ơi, nó cứ lắc qua lắc lại này, sao tôi coi. Rồi, và mình sẽ thử đổ qua màu trắng ha. Apply color. Wow, anh em có thể chọn màu ở trong này ha, sau đó bấm apply color thì nó sẽ đổi màu cho anh em nha. Rồi, và bây giờ thì chúng ta cùng nhau đến với tiếp mục gọi là chọn đồ thế nào. Ok, và sau một thời gian ngồi chọn đồ các thứ thì mình đã quyết định chọn được cái skin này anh em ạ. Đấy, nhìn trần truồng thế thôi, nhưng mà khoe cơ bắp anh em ạ. Ừ, không phải là tôi biến thái đâu ấy, mà là do tôi muốn khoe cơ bắp của mình ra đấy. Mang mỗi bộ đồ xà lõn thôi đấy, không cần mang đồ luôn, mang một cái quần xà lõn thôi để khoe cơ bắp ra đấy, cho mấy bạn nữ gọi là chích mê không ạ. Ok, và finish vào game thôi, play now. Ok, mới vào thì mình được spawn ở một cái nơi mà mình thấy toàn là tuyết không à. Và xin phép anh em là mình không bật âm thanh của game lên nha, vì sợ dính bản quyền lắm con ơi. Ê, ba cái mà Kimetsu no Yaiba liên quan tới anime là dễ mà dính bản quyền lắm. Rồi, và mới vào thì chúng ta chỉ có một cái nắm đấm thôi anh em ơi. Ui ôi ôi, rồi để coi nào. Bấm M, à, bấm M, giữ M anh em nha. Trời ơi, phải giữ nút M kia. Rồi, thì trước đây thì trước khi mà tựa game này ra mắt bản test thì mình đã có chơi qua một cái bản phà kè của nó rồi anh em ạ. Ui dồi, ông này thích đánh nhau không? Mày thích đánh nhau không? Bước vào đây bạn, bước vào đây, bước vào đây. Bạn thích đánh nhau mình không? Hả? Bạn nghĩ bạn là ai? Trời ơi, ok. Rồi, và mình đã có chơi qua một cái bản gọi là pha kè của tựa game này rồi, và nó cũng tương tự nên mình cũng biết sơ được về những cái gọi là thao tác ở trong tựa game này ha. Rồi, và nên bấm M. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái cây, và cái cây này thì theo như mình được biết là nó để nâng cấp skill anh em ạ, nhưng mà chẳng hiểu sao mình không bấm vào được, hình như là nó yêu cầu một cái gì đấy, đấy là đạt cái level nào đấy chẳng hạn. Rồi, phần này thì chúng ta sẽ có một cái năng start này. Ôi dồi ôi, trời ơi, đây không ra anh em ạ, và chỉ có mở được mỗi bản năng start thôi. Và mới vào mình có 3 điểm này. Có nên nâng vào defense một tí không ta? Thôi, mình sẽ để dành để vào farm xem thử rồi mới quyết định được là nâng cái điểm gì anh em ạ. Giữ control là để leo tường có không ạ? Wow, ở trong này nó có nhiều thứ lắm. Set spawn, rồi đây sẽ là nơi set spawn này. Còn cái này là gì? Nhiệm vụ hả? À, nhiệm vụ. Xua luôn. Ủa, giết 5 con gì bandit hả? Hello bạn, vô đây. Ôi, ông này là người mà. Trời ơi, tôi nhìn nhầm con mà. Mày này, úi sợ, đánh cứ phải gọi. Ui, xịn so vãi chữ. Mày đánh ai đấy?
viết bố mày. Ui em biết bố anh là ai rồi. Ui thôi em sai rồi. Đánh đầu quá không ạ. Trời ơi, bước vào đây solo 1-1 thôi. Ơ kìa, 1-1 mà. Ây da, trời má ơi, đánh sấp mặt liền con ạ. Vãi chưởng thật. Khó quá con ơi, kiểu này là farm hơi khôi đấy. Ok, và sau một thời gian tìm hiểu gọi là mày mò các thứ, tốn nguyên một ngày của tôi luôn con ạ, thì sau đấy thì mình mới phát hiện ra được rằng là chúng ta phải gọi là không nên farm anh em ơi. Mới vào chúng ta không nên farm những con quái làm gì cả anh em ạ, mà chúng ta nên đi farm tiền trước anh em ạ. Đây, anh em thấy ở phía góc bên trái của chúng ta sẽ có một cái gọi là số tiền không? Đấy, thì bây giờ đầu tiên anh em cần phải farm tiền trước và để anh em mua kiếm đã ha. Đấy, thì bây giờ thì mình đã có kiếm này. Đấy, và sẽ có rất là nhiều anh em thắc mắc hỏi rằng là anh ơi, em tìm chỗ mua kiếm hồi mà không có anh ạ. Đấy, có rất là nhiều anh em Việt Nam ở chơi chung server với mình hỏi mình tại sao lại mua kiếm được. Đấy, thì ok, mình chỉ cho anh em luôn nha. Thì anh em mới vào, chắc chắn anh em sẽ spawn ở một cái đảo tuyết như thế này đúng không? Thì anh em sẽ đi theo cái hướng mà có hai con NPC nó canh ở cổng nha. Đây đây đây, có hai con này. Đây, một con bên này và một con bên này, nó canh ở cổng này. Thì cái này gọi là cổng chính ha. Thì sẽ có nhiều anh em sẽ nhầm và đi qua cái cổng phụ là cổng ở phía sau này này. Đây, cái cổng này. Thì cổng này sẽ không có hai con NPC nó canh anh em ạ. Đấy, anh em sẽ đi ra phía sau này thì là nó thành cái cổng phụ rồi anh em ơi. Đấy, đi cẩn thận nhá. Mình là mình bị lạc mấy lần rồi anh em ạ. Anh em đi thế nào mà thấy hai con NPC ở đứng ngay cái cổng chính thì đứng ngay cái cổng thì gọi là cổng chính anh em ạ. Rồi, và mình đã đi ra được đến cổng chính, và sau đấy thì chúng ta sẽ rẽ trái nha mọi người. Rẽ trái và đi dọc dòng sông băng nha. Mới vào thì mình khuyên thật là anh em không nên đánh những cái con này tay đôi với nó, vì thật sự đánh khá là khoai anh em ạ. Anh em nên mua thêm cái kiếm đi. Đấy, mình thì mình có kiếm rồi, mình đánh bọn này thì cũng đỡ vất vả hơn một xíu thôi anh em ạ. Rồi anh em rẽ trái nha. Rồi tới cái đồi núi này thì nhảy lên nha. Anh em sẽ thấy ở đây có một cái dòng sông băng này, anh em thấy không? Đấy, dòng sông băng của chúng ta đây. Đấy, và mình thật sự là mình nói thật luôn là cái đường, cái map này nó hơi xa anh em ạ. Đấy, đường đi đến cái chỗ mà gọi là farm tiền nó hơi xa. Ok rồi, và anh em sẽ đi đến dòng sông băng này, và ở phía bên này nó có một cái đường này, một cái ngõ này. Đấy, anh em rẽ qua đây nhá. Rồi, rẽ qua đây chứ đừng có đi qua kia là đường cục nha, còn đi qua bên kia là đồi núi. Đấy. Rồi anh em đi qua đây sẽ thấy một cái hang động này. Chạy xuyên qua hang động này, anh em sẽ đến với một cái ngôi làng. Và ở ngôi làng đấy anh em sẽ có một cái gọi là cái bãi ruộng. Và anh em vào bãi ruộng đấy cào ruộng anh em ạ. Đấy, vào bãi ruộng cào ruộng để kiếm tiền nha. Đấy, sau khi mà có kiếm tiền anh em tích được khoảng là 2.000 tiền nha. Ui ôi sao chỗ này tối thế. Ui ôi nó tối này. Đấy, sau khi mà anh em đã tích được khoảng 2.100 tiền, anh em lưu ý là có số 100 phía sau ha, vì hiện tại game nó đang bị lỗi anh em ạ. Đấy, cái kiếm mà anh em cần mua là nó sẽ tốn 2.000 tiền. Tuy nhiên thì anh em cần phải tích đến tận cái tầm đâu đó 2.100 tiền kiếm mới được. Rồi anh em đi qua cây cầu này, đấy đi qua hang động, đi đến cây cầu và anh em sẽ đi tiếp nha. Rồi anh em thấy cái ngôi làng trước mặt không? Đấy, chúng ta đã đến được ngôi làng trước mặt rồi anh em ạ. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ đi qua bên này đi cho nó nhanh anh em ơi. Đấy, thì thử ruộng nó ở phía xéo 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 này anh em này, thì tiện thể mình chỉ qua đây cho anh em dễ nhớ đường. Đấy, anh em đi xéo xuống đây, đi xuống cái dốc này, đây thử ruộng đây anh em ơi. Đấy, như thế là được chưa? Trời ơi, tôi đang quay clip mà ông đã cứ cản đường thế. Trời ơi, đấy, rồi hello em nha. Đây thử ruộng đây anh em ạ. Rồi, đây đây là nơi để anh em farm những cái thử ruộng này và anh em kiếm tiền ha. Rồi và anh em vào đây, nhận nhiệm vụ của con này này. Đấy, hello man. Đấy, cho tao cái cuốc để tao có thể cào ruộng con nào. Thanh luôn. Đấy, và bây giờ anh em có một cái cuốc, anh em nhấp vào cái thử ruộng này và nó sẽ gọi là đấy lên tiền liền. Và anh em chỉ việc AFK ở đây lên đến con số là 2.100 tiền ha. Và nó sẽ có một cái khoảng thời gian là cái thử ruộng nó sẽ bị hết anh em ạ. Thì anh em cứ đứng ở giữa này, nó có một cái mảnh gọi là cái mảnh không bao giờ biến mất ấy. Đấy, nó có một cái cục không bao giờ biến mất ấy. Thì anh em cứ click vào cái cục đấy là anh em sẽ gọi là AFK được ha. Đấy, có một cái cục ở đâu rồi ta? Ôi chỗ này không có cục bắt tử rồi. Hình như lạc minh fix lại rồi con ạ. Ôi dồi, lạc minh fix rồi con ơi. Ôi thôi xong rồi. Thôi không sao. Đấy thì anh em cứ farm cái thử ruộng này cho đến 2.100 tiền ha. Và sau đấy thì anh em đi ra lại cái chỗ. Đấy, ngay cái chỗ cái dốc hồi nãy. Đây cái dốc hồi nãy đây. Đây cái dốc này nha. Và thay vì anh em rẽ trái, thay vì anh em rẽ phải để có thể đi đến cái chỗ mà thử ruộng thì anh em đi thẳng luôn ha. Đây đi thẳng luôn. Rồi đi đường nó hơi xa anh em ạ, anh em phải gọi là cố gắng đấy, kiên trì sẽ thành công. Đây anh em đi thẳng thì sẽ thấy một cái hang động này. Wow, amazing chưa? Đấy, đi thẳng là sẽ thấy một cái hang động ha.
Rồi và chỗ mua kiếm nó sẽ nằm ở trong hang động này anh em. Ui ông này còn chưa có kiếm à. Đây, tiện thể mình dẫn bạn vào mua kiếm luôn nha. Đây, chỗ mua kiếm trong này nha. Rồi anh em chạy thẳng vào đây luôn. Đấy, chỉ có một đường thôi anh em ạ, cứ chạy thẳng đúng một đường thôi. Rồi và anh em vòng qua đây. Đây, đây là cái ngôi nhà để mà anh em có thể gọi là mua kiếm này. Đâu rồi, đây. Vào đây mua kiếm nào. Đây, thằng họ này sẽ là thằng bán kiếm nha mọi người. Và anh em vào đây mua thôi. Ở đây thì nó sẽ có hai cây kiếm. Một cái kiếm dùng để anh em chém người và một cái kiếm dùng để chém quỷ. Thì anh em cứ tạm thời là mua những cái cây mà chém người trước đã ha. Cây này tốn 2.000. Nhưng thực chất thì anh em cần đến 2.100 đồng lận đấy. Rồi ok, và đấy là cái cách để anh em có thể có được kiếm ha. Và sau khi anh em có được kiếm rồi thì reset thôi. Đấy, reset về lại Shadow và farm thôi anh em ạ. Và hiện tại thì mình đã farm lên được level 5 rồi. Và mình nghĩ là mình cũng khá là đủ sức rồi. Và mình sẽ thử farm một bãi cho anh em xem ha. Rồi và cách farm là như thế nào cho nó easy game nhất, nó dễ dàng nhất. Rồi mới vào thì anh em nhận nhiệm vụ level 1 này. Và sau đấy thì anh em đi qua phía bên phải ha. Đừng farm phía bên trái con ạ. Tôi nói thật luôn, đừng farm bên trái. Bởi vì sao? Bên trái quái nó đứng gần nhau lắm con ạ. Con vào con đánh một con, mấy con kia nó bu lại, nó vã con sấp mặt lá luôn. Đấy, thôi qua bên phải này farm cho nó lành nha. Rồi và anh em sẽ bấm F để đỡ này. Đấy, perfect block đấy anh em ạ. Đấy, ui dồi, con này đâu ra vậy? Trời ơi, tôi đang chém mà. Ơ kìa, đi ra bạn ơi. Đâu rồi? Trời ơi, chết luôn con quái của người ta rồi, kỳ không? Chơi gì kỳ được chứ. Hết quái để farm luôn. Rồi và anh em sẽ có một cái nút đó, chính là nút control để anh em leo ha. Đây, nút control này. Đấy, nhảy lên tường giữ nút control anh em sẽ leo được ha. Trời ơi mấy ông này, ông farm sạch quái luôn cơ ông ạ. Rồi hello man. Đấy, ui ôi, perfect block được rồi. Không sao, mình sẽ chơi lại nó. Đấy, mình bắt đầu mạnh lên rồi anh em ạ. Perfect block, ui ôi không được rồi. Ui ôi, sao mình chơi được. Rồi, complete ha. Đấy, mình lên level liền. Đấy, anh em gọi là cứ farm như thế này tạm thời đấy anh em ạ. Và làm sao để có hơi thở, rất là nhiều anh em đặt câu hỏi như thế đúng không? Thì theo như thông tin mà mình được biết ấy, thì anh em cần phải cày lên đến tận level 20 lận mới có hơi thở nha mọi người. Ôi trời ơi, nó hơi chua nhưng mà thật sự thì theo như mình đánh giá là game này được đầu tư khá là kỹ. Khi mà anh em có thể tự học hơi thở nào mình muốn luôn đấy. Bây giờ mình muốn học hơi thở sấm sét là học luôn đấy. Nó không có phải như một số tựa game khác là anh em phải run anh em ạ. Đấy, anh em phải run rồi hay xui anh em ra được cái hơi thở gì đấy, nó không có hay. Còn game này là anh em có thể tự học luôn ha. Và cách học những cái hơi thở đấy làm sao thì mình sẽ gọi là mày mò tìm hiểu rồi mình sẽ làm một cái clip riêng cho anh em ha. Còn bây giờ thì thật sự là có lẽ là mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Và anh em đánh giá như thế nào về cái tựa game Demon Block này? Link game mình sẽ để dưới phần mô tả để anh em có thể trải nghiệm thử tựa game này ha. Đấy, thì riêng mình thì mình thấy tựa game này khá là hay. Mặc dù cái lúc nó mới ra thì theo như mình thấy là nó khá là lag anh em ạ. Nó cực kỳ lag luôn. Nhưng mà càng chơi thì admin gọi là cứ fix dần dần. Đấy, ngày hôm nay thì admin fix rất là nhiều, suốt đa server rất là nhiều luôn. Đấy, nhưng mà admin cũng gọi là pre-alpha mà anh em mới ra thôi. Đấy, nên admin cũng khá là có tâm fix thường xuyên. Đấy, có lỗi gì là fix liền luôn. Nên nói chung là mình rất là hy vọng là tựa game này sẽ trở nên nổi hơn, đấy, nổi tiếng hơn. Ok, và anh em đánh giá như thế nào về tựa game này thì nhớ comment bên dưới. Và anh em đã biết cách lấy kiếm chưa? Đã biết cách farm chưa thì cũng nhớ comment bên dưới nha. Và ok, nếu là thích video này nhớ cho mình một like và một subscribe và đừng quên ấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất từ mình nha. Và ok, bye bye mọi người và chúc mọi người một ngày vui vẻ. Bye bye.